Nguyên lai ta cảm thấy chúng ta một khi như thế nào nên có thể một phe sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ ta như trước cảm giác giống như cũng không phải như vậy. Đêm qua quái lại này dung hợp, giống như chúng ta lẫn nhau cùng tồn tại, chẳng qua là trí nhớ chỉnh hợp. Đường Phu Lân ngẩn ngơ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cô Nguyệt Na tiếp tục nói, nàng thật rất thích người, ta sở dĩ thích người. Lúc ban đầu thật ra thì vẫn là nhận lấy ảnh hưởng của nàng. Nếu không, không chỉ là về sau đó phát sinh hết thảy. Nhưng nàng như trước lại không biết, nàng thật sự không nên đem ta tỉnh lại. Ta lại càng không nên khắc chế không được tình tầm tư đố kỵ. Nếu như ta không tỉnh lại, có lẽ nàng mới có thể quyết định là một in quyết định. Có lẽ các ngươi có thể thật sự cùng một chỗ. Ngươi có ý tứ gì? Đường Phu Lân kinh ngạc nhìn về phía của nàng. Cô Nguyệt Na lúc này cúi đầu, không nhìn tới hai trong mắt của Đường Vũ Lân rồi nói, nếu như có một ngày chúng ta biến thành địch nhân, người sẽ giết ta sao? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, đương nhiên không biết, chúng ta tại sao có thể là địch nhân? Cô Nguyệt Na khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, đem Đường Vũ Lân ôm chặt hơn nữa. Ngươi không hiểu đâu, nếu như có một ngày ta muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, người cũng sẽ không động thủ với ta sao? Đường Vũ Lân mở miệng nói, ta không biết không có một ngày như vậy, người thiện lương như vậy làm sao sẽ hủy diệt thế giới, người cũng không phải người của Thánh Linh giáo. Cổ Nguyệt Na thở sâu nhẹ nhàng đẩy ra Đường Vũ Lân rồi nói, có nhiều thứ không làm muốn không làm có thể không làm, có chút sứ mạng càng là phải phá đi hoàn thành đấy. Vũ Lân tổng có một ngày người sẽ minh bạch vì cái gì ta sẽ thống khổ như vậy. Nếu như ta tỉnh lại, ta đúng là vẫn có phải nhận lấy lần kia thuộc về của chính mình trách nhiệm. Nơi này là trong Tinh La thành một công viên, sợ một chút sở Tinh La đi, ta có thể cảm giác được chiến tranh cũng không xa. Màu bạc vầng sáng tại trên thân thể của nàng nhẹ nhàng nhộn nhạo, chỉ có chiếc ngực trèo kim long vương nghịch lần lóe ra hào quang vàng óng. Chớ đi! Đường Phụ Lân lúc này một bước lên trước, đang nghĩ xa phải bắt được nàng, nhưng cầu nguyệt nhiều trước buồn bã hướng hắn lắc đầu, thân thể đã kinh biến đến mức hư ảo, đã có tối ngày hôm qua, ta không tiếc, Vũ Lân, ta yêu người. Ngân quang sập có lại, không gian biến hóa trong chốc lát, cầu nguyệt nà lúc này vô ảnh vô tung biến mất, nhìn về trước mặt trống tuếnh, cảm thu được ôm hai tay của nàng như trước ôm chỉ có không khí, cường đại cảm giác mắt thấy già mất mát này thấy như trước cảm giác hạnh phúc. Vì cái gì, nàng cùng với Na Nhi đều là giữa kiến như bưng, trên người của nàng cuối cùng gánh vác vật gì, nhất định cùng với Triều Linh Tháp có quan hệ. Thế nhưng mà ta hiện tại đã là đường môn môn chủ, là xử lý các học viện hải thần các chủ, cho lẽ còn không thể nào bảo hộ các nàng sao? Vì cái gì nhất định phải đi khai tá? Mãnh liệt đau đớn xâm nhập ở trong lòng, Đường Phụ Lân nhịn không được hư không một quyền chém ra. Ầm một tiếng trầm thấp âm bạo vang lên trên, không trung lại bị hắn đánh bay ra một cái đường kính vượt qua một cái mét hắc đống, mãnh liệt tôn vệ cảm giác dẫn lấy Đường Vũ Lân về phía trước lảo đảo một cái. Lực lượng của ta, Đường Vũ Lân vội vàng ổn định lại thân thể của chính mình, có một chân giật mình nhìn về phía quả đấm của chính mình, đây cũng không phải là hắn trước kia có thể làm được, đuổi vội vàng ngừng thần lỗi ký, quan sát mình kim long vương phong ấn hai phân là chỉ mở ra thập nhị tầng, còn lại 6 tầng phong ấn nhiều trương vững chắc, thế nhưng mà thân thể của hắn như trước lại có một in biến hóa kỳ dị, nguyên bản màu vàng kim nhạt, cốt cách lỗi tấm hiện tại cũng trồm lên trên tầng một nhàn nhạt chín thải quang mang chóng mặt. Càng để cho hắn giật mình chỉ là hồn hạch của chính mình, hồn hạch bản thân trọn vẹn phòng lớn gấp đôi, đậm đà hồi lưng triệt để hóa lỏng, càng thêm kỳ dị chính là hồn hạch chảy đến về bên trên, giống như ngược sóng mà lên trên thác nước một dạng cùng với mình tinh thần chi hải lối liền cùng một chỗ. Cẩn thận chú ý, có thể mơ hồ cảm nhận được, tại chính mình tinh thần chi hải ở bên trong, dường như có một lại một cái hồn hạch, chẳng qua là nếu so với vốn là hồn hạch không lớn cho lắm, nhưng như cũ cũng có thể hoàn thành lẫn nhau ở giữa cầu thông. Hồn hạch thứ hai ý vị như thế nào hắn lại không rõ cho lắm. Đây cơ hồ là siêu cấp đấu la tiêu chí, cũng là chủng kích cực hạn đấu la đường phải đi qua. Hơn nữa có được hồn hạch thứ hai, ít nhất cũng phải có phong ảo đấu la trở lên cảnh giới mới được. Nói một cách khác, một đêm vui vẻ như vậy, vậy mà để cho hắn thoát thai hoán cốt, trực tiếp dẫn tuấn thăng đến phong hào đấu la cấp độ. Liên Đường Vũ Lân mình cũng có gan cảm giác được không thể nào tưởng tượng nổi, này tăng lên trên cũng quá dễ dàng chú. Cái đó sợ hắn bây giờ tu luyện tốc độ quá rất nhanh, hắn cũng biết rằng mình ít nhất hẳn là phải 25 tả hữu mới có thể được đạt tới phong hào đấu la cấp độ, đồng thời làm được căn cơ vững chắc. Nhưng bây giờ không giải thích được liền hoàn thành, còn căn cơ vững chắc liền càng không cần phải nói. Cũng không phải cái gì phong hào đấu la đều có thể có hồn hạch thứ hai đấy, dù cho chỉ là hình thức ban đầu, cái này cũng đã vô cùng đáng sợ. Có được hồn hạch thứ hai có nghĩa là ít nhất tại cấp 95 lúc trước sẽ không có bất kỳ tu luyện bình cảnh.
Loại này dọa người tăng lên trên phương thức, cũng thuở thiếu thời thống khổ so sánh với, quả thật là trên trời dưới đất. Điều phụ lân mình cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng, lại có thể sẽ có như thế nào biến hóa kỳ dị. Đứng tại chỗ này, ngây người một lát, xác định rằng mình không phải là đang nằm mơ. Lúc chừng phát sinh hết thảy đều là thật, tâm của Đường Phụ Lân cũng càng dần dần trầm tĩnh trở lại. Cổ Nguyệt Na, trên thân của nàng nhất định có cái gì đó không thể cho người ta biết bí mật. Trước khi hắn vẫn là nhận thức lo lắng cho nàng chính mình không cách nào bảo hộ nàng. Đồ vật gì đó đã có thể uy hiếp được an toàn của nàng, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng không phải là như thế. Bọn hắn bản thân đều đã có được tương đối lực lượng, phía sau lưng mình còn có đứng là xử lý các học viện cùng với chuyển cửa. Cho dù là đối mặt với truyền linh tháp vật khổng lồ như vậy, thậm chí còn có thánh linh giáo, cũng không phải là không có đối kháng chỉ lực. Nếu như nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể trở lại bên cạnh mình. Hơn nữa, dù tu vi hiện tại của nàng cùng với chính mình đều như thi triển ra long thần biến mà nói, coi như đối mặt với cực hạn đấu la cũng chưa chắc không thể nào toàn thân mà lui. Điều kiện tiên quyết là vị kia cực hạn đấu la không phải là cùng với chuẩn thần cấp bậc. Như vậy, nàng việc khó khăn nói cũng cuối cùng chỉ là cái gì, tương vai hiểu rõ cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể là tớ đâu hay tớ đó. Nhưng có một điểm Đường Phụ Lân càng thêm kiên định, cái kia chính là để cho chính mình trở lên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có mình trở lên càng mạnh mẽ hơn, tương lai mới có thể ở Cổ Nguyệt Na viện khó hơn, thật sự lúc trước phát tác ra giúp nàng giải quyết vấn đề. Nội tâm thống khổ dần dần vút lên trên, kiều diễm trọng chạy ở trên não. Đêm qua với hắn mà nói thật sự là một đêm tuyệt vời. Mới vừa rồi hắn cũng hiểu rõ Đới Vân Nhi đem chính mình làm trò quá khứ mục đích. Đối với vị công chúa điện hạ này, hắn thật sự là sinh không nổi bất luận cái gì hận ý. Huống chi cũng chính là bởi vì hành vi của nàng thành toàn chính mình cùng với Cổ Nguyệt Na. Bằng không mà nói, chính mình còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy mến yêu nàng. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có một chút kỳ quái. Trời đã sáng, chính mình không có ở đường môn tổng bố, chỉ sợ mẹ nuôi muốn gấp gáp, trước trở về rồi hãy nói. Chữ vận vật hồn đạo khí của chính mình ở trong lấy ra cả người quần áo sạch. Đường Phụ Lân ra công viên, phân biệt phương hướng về sau, vội vàng quay trở về đường môn tổng bố. Mới vừa rồi vào trong cửa trụ sở chính, trước mắt hào quang lóe lên trên, vẻ mặt vội vàng thánh linh đấu la liền xuất hiện ra ở trước mặt của hắn. Mẫu thân, Đường Phụ Lân lúc này đuổi vội vàng kêu lên. Thánh linh đấu la nhìn từ trên xuống dưới, trong nội tâm lúc này đôi mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đi làm cái gì rồi hả? Như thế nào ta cảm thấy khí tức của ngươi lại có thăng hoa? Tu vi mới vừa thăng tiến đến phong hào đấu la cấp độ, chênh lệch chẳng qua là hỗn hoán. Đường Phụ Lân tinh thần lực lượng còn không có hoàn toàn thích ứng ra đối với tự thân tu vi che giấu, biểu lộ có một chút lúng túng. Mẫu thân, chúng ta trở về rồi nói đi. Thánh linh đấu la nhìn hắn có một việc khó nói, không hỏi nữa lôi kéo hắn trở về phòng của chính mình. Thực sự là gấp rút chết ta rồi, sáng sớm ngày hôm nay, ta giải gõ cửa của người, chở ta cũng là có phát hiện ra không có người, chưa có hai cái hồn đạo pháp trận ở đây, thậm chí ngay cả của ta tìm kiếm đều che giấu. Ta biết ngay người xảy ra chuyện gì, may mắn bình an trở về, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Thánh linh đấu la lúc này dồn dập hỏi. Đường Phụ Lân trầm mặc một chút quyết định nói thẳng ra, hắn hiện tại đã quá cần một người giúp hắn phân tích ra một chút tình huống của Cổ Nguyệt Na rồi. Mẫu thân, có chuyện ta muốn nói cho ngài biết, về ta cùng với Cổ Nguyệt đấy, còn có Na Nhi, thánh linh đấu la nằm hơn 100 tuổi, kinh nghiệm phong phú, xuất hiện ra trên người của Cổ Nguyệt cùng với Na Nhi chuyện tính, Đường Phụ Lân cần nàng giúp mình phân tích, hơn nữa đối với cái này vị mẹ nuôi, hắn làm như vậy tuyệt đối tín nhiệm. Không có nàng, chính mình ngày hôm qua liền chết ở dưới Minh Vương đấu la cáp lạc tác trong tay. Người tối ngày hôm qua mất tích cùng với các nàng có quan hệ sao? Nhã Lị ở trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Phụ Lân gãi gãi đầu, biểu lộ có một chút lúng túng. Ly khai ngược lại là cùng với các nàng không có quan hệ gì, nhưng về sau liền lại có một chút quan hệ. Ngài nghe từ đầu ta nói đi. Lập tức thì hắn từ chính mình khi còn bé nhận thức Na Nhi bắt đầu trở về, rằng thật hắn như thế nào nhận thức Na Nhi, đem Na Nhi mang trở về. Về sau Na Nhi mất tích, cha mẹ mình ly khai, sau đó chính mình như thế nào được vũ trường không thức tỉnh. Về sau tiến vào trong sử lẽ các học viện những câu chuyện này, đầu đuôi giảng thuật một câu, quá trình tu luyện cơ bản đều không để ý đến. Cường điệu giảng thuật hắn cùng với Cổ Nguyệt, Na Nhi quan hệ trong đó, nhất là về sau hai nữ đồng lúc này xuất hiện, lại dung hợp ra đã trở thành chuyện của Cổ Nguyệt Na. Thánh linh đấu la càng nghe càng kinh hãi, nhìn xem Đường Phụ Lân trên mặt toát ra tràn đầy vẻ khó tin. Một người song hồn còn có thể tất cả tự thành người, lại có thể dung hợp ra vào một chỗ, đây quả thật là mới nghe lần đầu. Nhã Lị không do sự chút nào nói. Đường Phụ Lân kinh ngạc nói, ngài cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này sao? Nhã Lị lắc đầu, không, hơn nữa ta có thể khẳng định bất kỳ cái gì lịch sử điển tịch giá đều không có như vậy ghi chép.
Đây cũng là một cái loại biến sĩ có đặc tính đấy, thậm chí duy nhất tính đấy. Hồn thú tu luyện thành người tình huống ở trong lịch sử đã có ghi lại. Ví dụ như Đường Môn Tổ Tiên, thê tử của thiên thủ Đấu La Đường Tam, nghe nói chính là một con 10 vạn năm hồn thú nhu cốt thỏ tu luyện thành người. Nghe nàng nói ra câu này, Đường Vũ Lân chấn động trong lòng. Nàng nói, không chính là mình thân sinh mẫu thân hay sao? Nhã Lị tiếp tục nói, có thể coi như là hồn thú tu luyện thành người, cũng không có khả năng biến thành hai người, chứ đừng nói gì là tinh thần phân liệt tình huống. Hơn nữa, huyết mạch của nàng cùng với ngươi cùng một nhịp thở, còn nói chuyện xưa của Long Thần có quan hệ với Long Thần ghi chép, ta không nhớ rõ chúng ta đổ thừa quán sửa lại các học viện trong đó. Câu chuyện này có thể là chân thật, nhưng càng có khả năng là nàng biến tạo ra lên, nhưng không thể nghi ngờ chút nào. Người tự thân huyết mạch hẳn là có quan hệ với nàng, cho nên mới phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ tới lai lịch của La Nhi dĩ nhiên là thần bí như vậy. Lúc trước, La Nhi đi theo Minh Ca học tập thời điểm cho thấy quá mức thiên phú, nàng tốc độ tăng lên giống như là người gần nhất ở trong khoảng thời gian này. Lúc ấy Minh Ca cùng ta đều cảm thấy hắn có người kế nghiệp, thậm chí Minh Ca lúc ấy đều nghĩ qua muốn đem tương lai vị trí của Hải Thần Các các chủ truyền cho La Nhi đấy. Nàng võ hồn là ngân long thương, lớn như cổ nguyệt võ hồn không phải là cá xì nguyên tố khống chế, mà là người nói chính là ngân long vương, các nàng đó có khả năng thật sự là người sang thật loại quan hệ này. Cái này rất kỳ quái rồi, các nàng cuối cùng là tình huống gì chứ, ngươi hiểu được người nhà của các nàng sao? Đường Phụ Lân lắc đầu, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người nhà của các nàng, chi tiết là lúc trước Na Nhi là bị người ta mang đi.